Mấy con mèo nhỏ bây giờ nó quậy quá trời quậy rồi. Kiếm chuyện với mèo lớn không? Con mèo thì nó chọc con khè, con ngầu thì nó cà khịa khái thúi. Con mèo mới bê lớn mà đã biết chọc trai rồi, nhưng nó đâu biết con khè là bê đê. Còn khái thúi nó vẫn hành nghề đổ vỏ, chăm sóc mèo con ở mọi lúc mọi nơi. Mọi người hay tin gì chưa? Có một bài báo viết về con khái thúi, và bài báo đó đặc biệt danh cho khái thúi là ông hoàng đổ vỏ nha. Nghe cái danh ông hoàng là thấy ham dễ sợ luôn. Mà phải chi ông hoàng giữa gạo hay ông hoàng giữa lúa vậy đi. Còn cái này ông hoàng đổ vỏ là dễ mạt dữ lắm nha. Nè ông hoàng đổ vỏ nè, rồi sinh ra một đám này bu nó như idol thần tượng vậy đó. Nó bước đi đâu con khè cũng đi theo. Cái gì nhìn tao thôi, tình cảm không ép buộc. Cứ mỗi lần bị con khế bơ là nó dòm tôi, nó làm như dòm xong là mình sẽ bắt khế lại cho nó vậy đó. Rồi cái tác phẩm nước đổ ở đây là tác phẩm của con nào? 90% là con vua ngáo, 10% là mấy đứa này nó chạy đổ. Chà, bữa nay nhìn cái mặt của con quạo thấy nó manly dữ vậy ta. Đại ca cũng vậy luôn, lớn lên nhìn rất thông minh, chứ nó không có cong quẹo giống khè đâu. Nhưng con đại ca này có vẻ nó hơi kỹ con khè nha. Nó nằm ở đâu mà con khè sọt cái đuôi hay cái chân qua là đại ca nó giả nó táp liền. Ý như là đuổi khéo con khè vậy đó. Trong một cái phòng chứa 9 con mèo, mà chỉ có một cái giường để nằm chung thôi. Còn những cái tủ kia thì phải chui vô trong hốc, sợ mũi cắn. Mà lên đây, đứa này cà khịa đứa kia. Chịu khó, qua tuần sau mới qua cái phòng kia được. Chứ ở đây thời gian hoài cà khịa qua lại hoài cũng dễ xì chết lắm đó. Ha, con vui ngáo nè. Để kiểm tra coi, cái đống nước ở trên giường là đứa nào làm. Rồi tránh qua bên để tao lau coi. Lau xong cái vũng nước này tao sẽ kiểm tra coi đứa nào làm đổ nha. Trời ơi, lau mà nó dòm quá trời dòm nè. Con vui này nó đặc biệt ấn tượng với nước nha bà con. Những con mèo nọ nọ. Bây giờ mày kiếm chuyện phải không? Hả vui? Rồi tôi suy đoán con quỷ vui nó cố tình, nó làm đổ cái tô nước ra cái sàn này. Không chừng nó lấy cái tay nó thọc vô, nó khoát nước ra ngoài luôn đó. Nó chuyên gia làm như vậy ở bên kia nữa. Rồi giờ mày muốn gì? Mày phá tao mày không cho tao lao phải không? Trời ơi, mình mày ướt nhẹp bà con ơi. 100% là con vui nó khoát nước ra, rồi nó lăn ở dưới nước nha. Cái con này sao nó khoái dọc nước dữ vậy không biết nữa nè. Để cái nhà kia xây xong đi, tao lấy cái thau nước ha. Tao để mày lại gần đó, tao mày nhảy vô thau mày tắm hay không nha. Nghe chưa? Cái lúc con vui ngáo này còn nhỏ, nó dọc nước thì cái tay với cái đầu của nó ướt nhẹp hà. Bây giờ nó lớn nó khôn lên chút xíu rồi, nó có thể tự vệ sinh làm sạch tay với cái đầu của nó. Còn cái lưng của nó thì nó đâu có làm sạch được. Vậy là để lại dấu vết ha. Đi coi coi. Trời ơi, lâu quá không coi cục mỡ bụng. Rồi, tương lai con này sẽ xóa ngôi cái cục mỡ bụng của khế thúi. Ôi trời ơi, mới có bay lớn mà mỡ bụng nó lòng thòng ông nội ơi. Quên nữa, đi coi coi Bi bữa nay sao rồi. Thiến không gài cũng lâu rồi đó. Trời ơi, sạch sẽ luôn bà con ơi. Không có thấy thẹo dích gì luôn nha. Đẹp trai luôn rồi. Hồi lúc trước mà không có Thiến mày sớm nha, mà bây giờ Thiến mới đau nè. Có nhiều người hỏi tôi con mèo nuôi được 1 năm mấy 2 năm rồi có nên Thiến hay không. Nói chung là muốn Thiến thì Thiến thôi, chứ con mèo nó đã lớn chừng 2 năm rồi mà Thiến thì nó rất là đau nha. Bởi vậy ai mà nuôi mèo quá chừng 3-4 tháng tuổi mà thấy Bi lộ ra thì Thiến liền đi, nó không có đau đâu. Mà để cỡ như con khè với con khế đó, Thiến là té đái thiệt đó nha. Con mèo đực nó càng lớn tuổi mà Thiến càng trễ thì cái thời gian hồi phục của nó càng lâu. Vậy thôi, tùy mọi người quyết định nha. Đó, con khè nó nhìn con khế mà khế không thèm dòm nó thấy chưa. Dê con khế lộ liễu luôn đó. Tình cảm không miễn cưỡng nghe kìa. Đó, mọi người thấy cái nỗi khổ của con khế chưa? Gặp cái thằng BD nó cứ theo nó dẹo hoài, ai mà không quạo. Nó dùng cái ánh mắt nó muốn thôi miên người ta, mà người ta không có thèm dòm cái mặt của nó, là nó khiều nó giả người ta thấy chưa. Thấy nó côn đồ không? Mặt khè hồi nãy như kiểu rượu mời không uống mà mày lại muốn uống rượu phạt hả khế? Và sau đây là tiết mục hai anh em đánh lộn với nhau. Một con vừa mập vừa lùn và một con vừa mập vừa cao đánh nhau. Đố mọi người giữa con đuôi cục và con đuôi dài đánh lộn thì con nào sẽ thắng? Ủa cái gì vậy? Con quạo này chơi đột kích vậy? Thôi mấy con đột kích bây giờ không quan tâm nha, bây giờ quan tâm hai con này. Đứa nào sẽ thắng đây? Mà trước mắt thì thấy là con đại ca nó cứ nằm lật bụng không à. Tại vì nó mập nó lùn quá, dễ bị lật ngửa lắm. Bởi vì nó khôn, ngu vậy tao lật lên, thôi tao nằm ngửa tao đánh đi cho nó tiện. Và con vua ngáo của chúng ta có vẻ nó chiếm ưu thế hơn nha. Tại vì cái bụng của đại ca nó bự quá, muốn bay lên bay xuống nhân vui rất là khó.
Rồi nhìn là thấy đại ca nó yếu thế hơn con vui rồi. Tay ngắn chân ngắn, cái tay cái chân con vui nó dài, nó quơ một cái là đại ca sắp mặt rồi. Bây giờ đại ca của chúng ta chỉ còn nước nằm chờ, con vui nó nhào vô thì cạp. Thiệt là tội nghiệp cho đại ca, cái bản chất thì láo cá, mà sao trời sinh cái tướng quá trời lùng. Ăn vậy rồi còn bụng bự mà còn cục đuôi nữa, rồi đánh sao lỡ người ta. Cái điều này sớm muộn gì cũng bỏ chạy thôi. Và đại ca nó rất là có duyên với thao phân nha, chuyên gia dắt vô đây hoài, bởi vì cái mặt hình đóng phân là phải rồi, đúng là tâm sinh tướng.